Tôi lớn lên và trưởng thành là ở Hà Nội. Mấy mấy tuổi tôi phải đi gánh đất thuê, xong rồi đi làm xe ba gác ấy, chở che nữa, hang cùng ngõ hẻm Hà Nội. Năm 1977 tôi vào thành phố Hồ Chí Minh lập ra khu giải trí quận 10, cái tụ điểm lớn nhất cả nước hiện đấy, đến mức là cái cửa vào họ xô đẩy đổ cả cửa cơ mà chật kín người. Với tôi, anh Dân Thù thì anh rất nhiều công, anh nuôi sống tôi bằng cái việc mà anh gọi tôi đi hát, và tôi đi hát ở tụ điểm của anh, thế là nuôi sống tôi. Nói ca sĩ nào nhất thì anh thì không bao giờ có chí nhất trong đầu, mỗi người một vẻ. Rất cảm ơn tất cả những người đó, những người có cái hay của họ. Chào mừng quý vị đến với chương trình podcast đối thoại. Tôi là nhà báo Võ Thành, người dẫn chương trình. Đây là chuỗi trò chuyện của báo Dân Trí với các nhà lãnh đạo, các vị trí thức và chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam. Hôm nay chúng tôi hân hạnh có cuộc trò chuyện với một người nhạc sĩ. Ông là tác giả của những ca khúc được nhiều thế hệ người Việt yêu thích như là Họa Mi Hót Trong Mưa, Mặt Trời Dịu Êm, Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Dương Thụ. Chim họa mi hót trong mưa buồn lắm, nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho báo Dân Trí. Thưa nhạc sĩ, biết là ông quê ở Hà Nội nhưng mà đã có một cái sự nghiệp gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì nhạc sĩ Dương Thụ đã đi vào con đường âm nhạc như thế nào ạ? Phải nói là lớn lên và trưởng thành là ở ngoài Bắc. Năm tôi học đại học sư phạm, năm 1962, bọn tôi là ở Hà Nội nhưng bọn tôi vẫn phải bị nội trú. Thì thứ bảy chủ nhật thì về nhà thôi. Thì tôi không có xe đạp nhưng trong bạn tôi có thì tôi đèo nó. Còn thường là mình phải quốc bộ từ chỗ trường đại học sư phạm ra đến ga Vội Phục ấy, chỗ ấy là bắt đầu mình đi xe điện. Thế mà hôm nay đi xe đạp, tôi đèo anh bạn thì tôi có nói chuyện với nhạc, tôi nói chuyện về sonat, hình thức sonat. Thế thì tôi thấy có người cứ đi xe Sputnik, cái xe đạp Sputnik của Nga đi theo. Thì ông ấy đem tạt tôi vào, tạt đầu xe vào. Này, cho tôi xin lỗi, tôi hỏi anh ngày xưa anh học trình nhạc năm nào nhỉ? Sao tôi không biết? Thế mình bảo dạ, thế anh sao anh hỏi đấy? Mà tôi là giảng viên của trình nhạc, anh ấy vừa học ở Liên Xô về. Thế bảo em không có trình nhạc, nhưng em có thế sao anh biết những cái chuyện đấy? Những cái là mình đạt được là do mình đọc, do những sách của ta in thời đó, do tạp chí âm nhạc thời đó. Cho nên là kiến thức tôi có, thế hay nhỉ? Bây giờ này, hôm nay thứ bảy thì ngày mai đến chơi tôi nhé. Tôi vào nhà tôi đây này. Mình rất xúc động. Mình không bao giờ mình được, nghĩ được gặp một cái ông giảng dạy trường âm nhạc Việt Nam. Mình học trường nhạc dân lập thôi. Nhạc sĩ âm nhạc ở đâu ạ? Đầu tiên là trường âm nhạc dân lập Vũ Lưu Quang Truyền. Bây giờ đường Điện Biên Phủ đấy. Mà học piano, chị Thái Thị Sâm, người chị là dạy piano. Tôi học. Thế là tôi hôm chủ nhật xong tôi đến. Ông ấy hỏi thế thì sao anh biết những cái đó, thì ngoài ra anh còn biết gì? Và em cũng biết đẹp piano một chút, em có học piano. Thế mà thế có sáng tác không? Mình xấu hổ, mình nghĩ mà mình nhạc vớ vẩn. Ví dụ ông bảo không, anh cứ đừng có ngại. Mà em cũng có biết nhưng mà vớ vẩn không có ra gì đâu. Cuối cùng thì tôi cũng đành ngồi đàn, tôi hát cái bài mà những cái bài sáng tác từ năm cấp 2 đến năm cấp 3. Ông gật gù mà nói nghe được đấy, cái sáng tác được đấy, chỉ có điều nghe có vẻ hơi giống Phạm Duy quá. Thế cho ông ấy bảo là bây giờ này này, mỗi một cái chủ nhật anh đi học về anh đến tôi dạy đây, mình sướng quá là mình được học. Có những đầu tiên là ông Nguyễn Sinh, anh ấy là Liên Xô về, hay lắm. Hay nữa là chính anh Sinh sau khi quá trình đi học tôi làm bài tập, anh bảo Thụ phải thi vào nhạc viện. Ủa phí quá, tại sao không thi được mà không? Em, cả nhà em không có ai khuyến khích em vào cái này, và em cũng không nghĩ rằng mình có thể, có khả năng để vào trường nhà. Mà em chỉ thích nhạc tiểu mình, cứ tự làm thôi mà. Em không có là nhạc sĩ. Và nhưng không được.
khả năng cậu chỉ có thể phát triển khi cậu học hành rất là cẩn thận. Thì lúc ấy tôi mới nghe lời ông Sinh. Mãi sau 7 năm, đến năm 72, lúc ấy thi cùng với Tiến, với anh, với Nguyễn Tường là cùng thi. Còn Phương thì thi trước. Là sĩ Phó Đốc Phương. Dạ, đi sớm nhất. Còn anh, ông Tiến, ông Tường, đi muộn hơn. Chúng tôi gặp nhau khi cả bốn người đều không ai biết tên, trừ anh duy nhất là anh Phó Đức Phương. Và người ta biết đến anh qua bài hát Trên Quê Hương Quan Họ. Những cô gái quan họ. Và thế thôi, nhưng bọn tôi chơi với nhau, mày tao đi tớ, cậu cậu tớ tớ. Tự nhiên thì như là thế hệ đẩy chúng tôi vào gặp với nhau, trở thành coi như là tứ quái sông Hồng. Đấy là cái câu của nhà thơ Thùy Phan tặng chúng tôi. Tình bạn của nhạc sĩ Dương Thụ với nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Phó Đốc Phương là hình thành từ lúc đấy ạ? Lúc ấy là cùng thi thôi. Yeah. Còn Phương thì thi trước. Đấy, Phương, bạn với Phương là từ năm 72. Sau Phương mới nói là tôi với Thụ là thề là nếu chết thì chết bên cây đàn piano thôi. Đấy, đây là Phương có nói một cái buổi này. Tình cảm mà tình bạn là tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Thế còn đối với Tiến thì là trước khi Tiến còn là học sinh. Dạ. Tức là quen sớm hơn về Tiến ít hơn anh 5 tuổi. Như anh em trong nhà, bởi vì chơi thân nhau không chỉ có chuyện âm nhạc. Dạ. Không phải chỉ chuyện âm nhạc. Dạ. Giúp đỡ nhau rất nhiều trong đời sống. Ví dụ như Cường đi để hỏi vợ, viết các thứ vân vân. Dạ. Rất là nhiều thứ thân nhau như anh em ruột vậy. Dạ, vâng. Yeah. Nó khác, đối với Tiến cũng thế, đối với Phượng. Thế thì trong bốn người thì là Tiến ít tuổi nhất thì đùa gọi là cậu út và na. Nhưng mà người nổi tiếng nhất là Tiến. Dạ. Thành công nhất là Tiến. Dạ. Nhưng người nổi tiếng sớm nhất lại là ông Phó Đức Phương. Dạ, vâng. Về hồi không biết ai biết Tiến là ai thì ông Phó Đức Phương có cái bài Những Cô Gái Quan Họ rất hay. Dạ. Bài hay quá, bây giờ mình vẫn thấy. Cho nên là người nổi tiếng đầu tiên là ông Phương, còn người nổi tiếng nhất trong nhóm là Trần Tiến. Năm 1977 tôi vào thành phố Hồ Chí Minh. Năm 80 tôi ra ngoài nhà nước hành nghề tự do về âm nhạc ấy. Bản thân mình được tự do và cái đó nó mới giúp tôi có cái thứ âm nhạc bây giờ. Nếu tôi không bỏ ra ngoài để mà làm hành nghề tự do về âm nhạc ấy, thì chắc là bạn sẽ không có Dương Thụ hôm nay. Vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, tôi gọi là như cá gặp nước ấy. Vì mình có thể hoạt động âm nhạc mà không cần phải ở trong một đoàn văn công hoặc là ở trong một đoàn thể nhà nước, ví dụ như hội nhạc sĩ chẳng hạn. Khi tôi vào ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi tư cách cá nhân, bởi vì tôi viết nhạc chẳng có mục đích cao cả gì, viết chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu cho riêng mình thôi. Cái thứ âm nhạc mà đài phát thanh hoặc là các đoàn văn công họ cũng không cần, nhưng mà tôi có dám viết cho họ đâu. Viết thì chẳng cho ai, vô lý với mọi người nhưng lại có lý với riêng tôi. Mình không giống nhạc tiền tiến, không giống nhạc Sài Gòn cũ, không giống nhạc sản nghiệp cũ, tức là kiểu như anh Trịnh Công Sơn thì là mình không giống được rồi. Tức là không giống nhạc bolero, không giống nhạc cách mạng. Chả có một con đường riêng, có một phong cách riêng. Không phải là con đường riêng, nhưng chả giống ai. Chứ tôi không nghĩ mình có con đường riêng hay gì đâu. Vì không giống ai cho mình rất là mình mặc cảm. Đôi khi cũng thấy buồn. Vào thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thành lập được ban nhạc cho mình. Rồi tôi có thể tự lập một cái dự án. Hồi đó là tôi ký hợp đồng lập ra khu giải trí quận 10 với Ủy ban Nhân dân quận 10. Cái tụ điểm rất lớn mà có lẽ lớn nhất cả nước hiện đấy. Nhờ thế tôi mới tiếp xúc được với nhạc nhẹ. Hồi ở Hà Nội mình đâu có điều kiện. Sở dĩ về sau tôi làm nhạc nhẹ được là vì thế. Tôi là người duy nhất ở Sài Gòn làm được. Đến mức là cái cửa vào họ xô đẩy đổ cả cửa cơ mà. Mà chặt kín người. Doanh thu rất là tốt. Nhân dân được giải trí. Chương trình thì lành mạnh, không có vấn đề gì, đúng không? Lại được tiền. Thành ra đấy, tôi đến với âm nhạc là như vậy. Và anh Dương Thụ thì với tôi anh rất nhiều công. Thứ nhất anh nuôi sống tôi bằng cái việc mà anh gọi tôi đi hát. Và tôi đi hát ở tụ điểm của anh ấy. Thế là nuôi sống rồi.
Thế bây giờ có việc anh gọi tôi đi hát. Tôi không phải là ca sĩ, nhưng là một nhạc sĩ hát bài của mình. Nhờ có anh ấy mời thì tôi phải cố gắng, cứ là một tuần tôi phải có bài hát mới. Thì nếu không mà hát lại bài hát cũ thì ai người ta mời nữa. Bản thân anh có yêu tôi đến mấy chả dám mời. Và vì vậy tự nhiên tôi trở thành một thằng sáng tác thiên liêng, cứ một tuần hai tuần lại một bài hát mới. Vậy là những cái chương trình ca nhạc, những gala đó đã kéo dài trong 5 năm thì lúc ấy tụ điểm đó nó đã đi phát triển đến mức thì bắt đầu quận 10 họ xây cái nhà hát Hòa Bình. Thì tôi lại chuyển sang tiền thân của nhà tôi lại chuyển sang đấy một thời gian ngắn rồi xong tôi giao lại. Và nếu tôi về nhà xuất bản âm nhạc, một cái người viết nhạc không phải chỉ là cái người chỉ đạo nghệ thuật hay biên tập, nó là một con người, là sự thẩm thấu những cái đẹp nó, những cái hay, tất cả nó thẩm thấu nó vào mình là của mình, chứ không phải mình bắt chiếc học để làm giống. Mình không giống là tốt, nhưng còn cái không giống ấy nó có hay hay không là tùy thuộc vào công chúng, tùy thuộc đánh giá. Cho nên nhiều bạn cứ hỏi là thưa nhạc sĩ, theo nhạc sĩ là bài nào là của nhạc sĩ là hay nhất? Nó không buồn cười thật, tôi không có bài hay hay bài dở, không phải bài nào hay, không phải bài nào dở, mà tôi chỉ có những cái tác phẩm nào nó thành thực. Ông Thụ ơi, ông đi viết cho tỉnh này tỉnh nọ thì đến độ mấy ngày tuần xong viết lại ơi thế này thế, thì nhiều người giỏi họ viết được, nhưng mình không làm được cái đó vì nó không có trong mình. Cho nên tất cả những cái gì tôi viết là nó có ở trong bản thân mình, những xúc cảm mà nó không thật thành thực, nó giả tạo, mình bỏ. Nó không phải là mình bỏ. Bạn có nghe thích nhạc tôi là điều rất may mắn cho tôi, chứ không phải là vì tôi không có nghĩ như thế. Tôi không nghĩ mình viết để mình đi chinh phục hay là mình giáo dục ai, hay là nâng cao tâm hồn của em. Nó là con người gì. Và âm nhạc đối với tôi lại là giấc mơ nữa. Giấc mơ là mình mơ những điều mà trong đời mình không làm được. Mình có thể bay như chim, đúng không? Mình có thể gặp những người, mình có thể ôm được một người mà trong đời mình bắt bao giờ mình dám động đến chân đến tay họ, đúng không? Nhất là giấc mơ. Điều đó làm người khác cảm động. Bởi vì trong cuộc đời này không phải ai cũng được. Cho nên họ có thể tìm thấy họ cái tình yêu ấy trong cái tình yêu của mấy nghệ sĩ này mà gửi gắm cái giấc mơ, họ rung động. Không phải bởi ông được yêu ông thỏa mãn, nói anh yêu em gì, mà bởi vì cái khát khao được yêu thương của ông ấy nó lan truyền họ, thì họ cũng khát khao mà. Dạ vâng. Năm 1981 giao thừa, một mình ở trong con hẻm ở Sài Gòn vừa nghe pháo nổ, nghe cái tiếng còi tàu hồi con có báo. Nhớ ngoài. Và mình thấy buồn, mình thấy vô đơn, lẻ loi quá. Nên tôi, cái cứu tôi chính là tôi là người mỗi khi ấy thì có một cái cứu, tức là lúc mình hay có những cái giấc mơ. Ví dụ như cái bài lắng em về là mình cảm thấy là mùa xuân nó đang đến, em đến, nó có em nào có đến đâu. Mình cứ tưởng tượng ra sao. Và tiếng chim nó trên ngành thì mình tưởng tượng là chim nó thì hoa nó nở thì mình đó là nó an ủi mình. Cái bài hát của tôi làm giấc mơ. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ. Cũng như bài hơi thở mùa xuân, con chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời mùa xuân. Tia nắng từ đôi nở, long lanh từng cửa hồn, cho anh nắm tay em khi mùa xuân về, có em nào đâu mà nắm. Dạ vâng. Mà có con chim nào nó bay qua vùng trời lên, mình tưởng tượng ra, chứ các bạn nghĩ có phải ông này ông ngắm thì không biết đâu. Những sáng tác của nhạc sĩ như nhạc sĩ vừa nhắc đến là sáng tác ở trong Nam. Thế nhưng mà công chúng trong đó có tôi nghe, tôi hình dung ra cái không khí mùa xuân, không khí trời đất ở Hà Nội, ở miền Bắc. Dĩ nhiên rồi, bởi vì là cái mà mình, nó ở trong tâm hồn mình là ký ức. Người có tâm hồn là người có ký ức đấy. Nhưng mà cái ký ức của tôi ấy,
đó là nội tâm tôi. Bởi vì chúng ta nhớ Nhung nhỉ, chúng ta nhớ Nhung nhưng cái nó đã sống qua, và cái thời kỳ mà chúng ta đang lớn lên, đang trưởng thành, chúng ta nhớ. Chứ bây giờ lớn tuổi mà va chạm nhiều, nó không đủ cái tức là thường thường những cái đầu tiên bao giờ nó cũng xúc động. Cho nên cái ký ức thời trẻ là những cái đầu tiên nó va đập với cuộc đời, có thể nhìn thấy trăng, rồi nhìn thấy hoàng hôn, nhìn thấy bình minh, nghe tiếng chim hót. Chứ bây giờ nghe nhiều quá nó không thấy gì, đúng không? Cái bài Bóng Túi Ly Cà Phê là bài rất là rõ đấy. Anh uống từng ngụm nhỏ bóng tối để biết em không bao giờ, em đây không phải là người yêu. Đó là tuổi trẻ, đó là miền Bắc. Tôi có viết bài Gửi Mùa Đông để bằng Kiều hát. Từ đối tôi là tất cả tâm hồn tôi là miền Bắc, là Hà Nội. Hiểu rồi. Những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây me, cây cơm ngồi, những con đường ngoài ô nắng trôi. Là một người quê gốc ở Hà Nội, thế nhưng mà nhạc sĩ lại tự nhận mình là không có cái hào hoa của người Hà Nội, mà nhạc sĩ lại gắn bó với vỉa hè Hà Nội, và nhạc sĩ lại thậm chí là nhạc sĩ còn hút thuốc lào nữa. Thì cái câu chuyện đó là như thế nào ạ? Rất bé, mười mấy tuổi, tôi phải tự kiếm sống đấy. Là tôi phải đi gánh đất thuê, xong rồi đi làm bóng xe bò, tức là phụ xe. Ông chủ xe có cái xe, ông ấy chở che nữa, hang cùng ngõ hẻm Hà Nội. Thế mà sống cái ông ấy thì công hút thuốc lào, mình cũng hút thuốc lào, tập được hút thuốc lào. Trở thành được đúng nghĩa, tức là có kỹ năng lao động, có sức khỏe để lao động, gánh 6-70 cân. Hội xây dựng Học viện Thủy Lợi ấy là gánh gạch mộc. Gạch mộc là gạch là chưa nung, để đưa vào lò, xong đó lại gánh cái gạch đã nung rồi ra. Ở công trường họ xây dựng ngày xưa thì họ như thế. Mình quá khỏe, tuổi mưa gió ăn thua gì. Tất cả những sự vất vả đó không làm mất đi cái chất không tài hoa không? Không, bởi vì nên này tôi không cảm thấy cuộc đời nó buồn. Dạ vâng. Đi đẩy xe ba gác như thế, thằng này là thằng nào? Dạ. Thì người ta chê mình không, nhục không, đúng không? Dạ. Nhưng mà đi trẻ vẫn là thằng Thụ, không thấy tủi nhục. Nhạc sĩ Dương Thụ có chịu ảnh hưởng bởi một ai không, và cái điều gì để quyết định phong cách âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ ạ? Ảnh hưởng thì lúc đầu ấy, nói đầu sáng tác nó hơi to về hồi học sinh ấy mà. Dạ. Mình viết, mình có nghĩ mình sáng tác đâu. Dạ. Lấy khuynh hướng tự nhiên thôi. Dạ. Nhưng từ thuở bé, anh yêu ông Phạm Duy. Dạ. Thuộc, cho nên khi làm nửa tí kể vẽ hay làm gì, anh thuộc hầu hết những bài của Phạm Duy. Dạ. Vì ông Việt Nam nhất. Dạ. Và ông lại không bị... Tự âm có cái gì rất riêng của người Việt Nam. Ông không phải là ông phát triển dân ca, không có chuyện. Ông không lấy chất liệu của dân ca gì cả. Ông là dân ca. Trên cái con người âm nhạc Việt Nam trong đó cũng từ ca từ đến âm nhạc cứ do cái trình độ, cái nền tảng ấy. Cho nên mình yêu ông ấy, yêu không phải là một công chúng cuồng tín của ông ấy, yêu như tư cách một cái người thẩm thấu về văn hóa ở cái nền tảng của một cái gia đình. Thế đi lúc gặp anh Sinh, anh đã nói Phạm Duy chỉ có một, Thụ hai mấy thì là Phạm Duy phẩy hồi, chứ không phải F1, F2 thì gọi là phẩy. Mình xấu hổ. Mình thấy đúng. Được anh Sinh ấy giác ngộ cho ấy. Thì mình hiểu là mình muốn trở thành Dương Thụ, mình phải thoát ly được ảnh hưởng của ông. Và thoát ly ảnh hưởng của rất nhiều thứ nhạc khác. Nhạc sĩ Dương Thụ thấy ca sĩ nào thể hiện thành công? Ca sĩ thật rất đấy. Là anh phải hát cái cuộc đời anh. Yeah. Dù là của người khác, nó là tâm hồn mình. Chứ có ca sĩ nào thể hiện thành công nhất thì anh thì không bao giờ có trí nhất trong đầu. Mỗi người một vẻ, không có cái gì bảo cái nào hay hơn cái nào cả. Yeah. Không phải vì lịch sự, mà đó là vì tình yêu. Và thực sự là mỗi người nó có cái hay. Hồng Nhung có một kiểu riêng. Gần như Chu Thụ giao bài nào cũng nhận, và hòa thanh khó mấy cũng nuốt trôi hết, không bao giờ phản đối gì cả. Rất mộc mạc, rất hợp. Đến lúc thu cho Thanh Lam năm 80 mấy đấy, khi Thanh Lam thu xong anh thấy đây là một giọng hát cũng rất đặc biệt. Nhưng khác Hồng Nhung, Mỹ Linh, anh thấy có cái hay khác. Rất trong sáng, hay. Vì sao anh cứ viết bài Tóc Ngắn cho Mỹ Linh? Viết cho Mỹ Linh rất là nhiều.
chưa vắng gì, rồi mùa đông sẽ qua thì rất nhiều thứ, nhiều yeah. Tức là thành mấy cái album. Thế đến lúc Khánh Linh lại có cái khác, anh làm cái album Họa Mi Hoa Trong Mưa Khánh Linh, giọng trong trẻo, rất nhẹ nhàng, rất hiếm. Anh bảo như thế này cũng không dở đâu, nó khác mấy cô kia. Thế rồi mỗi lần mình đều thấy hay cả, nó bây giờ bảo cái nào là nhất, rồi đến Nguyên Thảo. Cô bé hát tiếng Anh hay vào loại nhất ở thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đó. Và con người nó có tiết tấu, nó mình thấy vào được. Như hai năm nay cháu hát phòng trà, cháu kiếm tiền chỉ dành dụm để cháu làm album thôi. Chứ không phải để nổi tiếng không gì, cháu muốn làm cái album hát nhạc của chú. Hồi anh đang làm với phòng thu của anh Quân Huy Tuấn, cứ cho Quân nghe, bảo này, có một cái cô bé tên là Nguyên Thảo, nó cứ nặng nặng nó đòi hát bài nhạc của chú thôi. Thế bây giờ mà hát thì các thứ lại phải đưa về phòng thu của cháu. Rồi phối cái phách các thứ bọn cháu xem đầu tiên là nghe có được không. Hai chú cháu nghe Quân mà được đấy chú ạ. Thế thì chú mới nói với anh Quân mà thôi thì, nhưng mà nó nghèo lắm, cái cậu lấy ít tiền này được được bọn cháu, vì chú bọn cháu sẽ giảm được 50%. Thế về mới nói với Nguyên Thảo bảo thu được, nhưng mà chỉ nên hát mấy bài nổi tiếng của chú thôi, còn chú sẽ viết cho cháu. Thì Thảo có cuộc đời rất là cảm động. Thế anh viết cho bài Mơ Về Mẹ, các bài Suối Cỏ gì đấy vân vân là viết cho Thảo đấy. Ở đấy là một nửa là viết cho Thảo, một nửa là Thảo lấy cái bài hát của anh làm cái album Suối Cỏ. Đó là ca sĩ duy nhất được anh giới thiệu trên báo là Nguyên Thảo. Hay là Bằng Kiều cũng thế. Bằng Kiều bắt đầu hát bài Đưa Mưa Trở Về rất thích. Đi hai chú cháu đi vào ga xe lửa rồi hút thuốc lào thì nói chuyện thì nó thằng Bằng Kiều cũng là cái người hơi bụi đời. Thế là hai chú cháu gặp nhau nó cái chất mà gọi là không có Hà Nội hào hoa là gặp nhau hút thuốc lào thì đấy cũng là một cái hay khác. Hay là Tùng Dương hát Bóng Tối Ly Cà Phê và Trở Về rất hay. Nhưng Tùng Dương lại không chuyên hát nhạc của anh. Thế cho nên là không phải chỉ có mấy người trong gia đình âm nhạc của anh như là Mỹ Linh, Thanh Lam, Bằng Kiều, Hồng Nhung mà còn có những người khác nữa. Rồi Phạm Thu Hà vừa rồi cũng thu nhiều bài anh. Anh rất cảm ơn tất cả những người đó, những người có cái hay của họ. Không có ngôi sao nào trò chuyện cùng anh đêm nay, không có thoáng gió nào thì thầm cùng anh đêm nay, chỉ có bóng tối thân quen căn phòng anh ở. Chỉ có bóng tôi thân quen khoảng trống anh nhìn. Báo chí, truyền thông viết về mối tình, viết về cuộc hôn nhân của nhạc sĩ với người vợ kém hơn 29 tuổi và rất nhiều sắc thái khác nhau ạ. Hôm nay nhạc sĩ đã chia sẻ với rất nhiều những câu chuyện đời của nhạc sĩ, thì nhạc sĩ cũng có thể chia sẻ thêm một chút gì đó về cuộc hôn nhân của nhạc sĩ được không ạ? Ngày xưa thì nó hơi lạ, vẫn bình thường. Bí quyết mà mọi người hỏi vì sao là ông có thể đến gần 30 năm nay mà nhiều lứa đôi nó cũng tan vỡ cả, nó mới lấy mấy năm nó bỏ mà sao ông lại còn được, nó bí quyết gì mà chả bí quyết. Cô vợ tôi hiện nay mà bây giờ còn lại nữa là may. Mới gặp người khác thì chắc là có khi khác. Nên không nói chắc được điều gì. Duyên phận thôi đúng không ạ? Duyên phận hết. Thành ra không nói chắc được. Thế chỉ có cái mà trong cuộc sống gia đình, vợ chồng nó không còn là yêu đương, là gia đình. Anh phải có gia đình. Khi anh mang mãi cái tình yêu đầu đời, cái tình yêu yêu vào trong cái đời sống vợ chồng là nó vô lý. Yêu là khao khát được gần nhau, được sống với nhau. Bây giờ anh được sống với nhau không khao khát nữa mà. Vậy thì khi thành hôn nhân thì vấn đề chính là gia đình. Sự bền vững là việc anh có tạo thành được một gia đình không? Mà gia đình có khi ở bữa cơm. Bữa cơm mà anh đi suốt thì không bao giờ hai vợ chồng ăn chung với nhau cái gì là sẽ có vấn đề. Gia đình nó nằm ở bữa ăn. Có chuyện để nói, mẹ thương con gắp cho con miếng, cái này ngon lắm con. Hay con mà bố ơi, bố ăn cái này thì con làm. Gia đình là những cái chuyện rất cụ thể. Cho nên cái chữ gia đình chúng ta đang đánh mất.
mải công việc, cứ giờ hết giờ là đi uống bia với nhau. Anh không bao giờ tâm sự với anh là tôi có ba con người. Một là con người của gia đình, hai là con người làm nghề, phải làm nghệ thuật, là con người âm nhạc. Con người thứ ba là con người xã hội. Thế thì con người gia đình thì ổn, đúng không? Anh nghe tôi nói thì anh biết là ổn. Mình mấy chục năm một gia đình như thế mà không có vấn đề gì chắc là ổn. Con người làm nghề cũng ổn. Vì con người làm nghề là mình dùng nghề để mình có thể sống được. Mình là người tự trọng, mình phải kiếm tiền được bằng cái nghề của mình. Nhưng tôi làm nghề để sáng tạo. Nhiều người làm nghề để sống thì đánh mất cái sự sáng tạo. Anh Thụ ơi viết thế này là thì chúng nó không thích đâu. Thì mình lại phải viết để cho ông thích. Lúc ấy mình không có mình nữa. Mình không là người sáng tạo. Con người ba, con người xã hội. Đây là bởi vì tôi không được tin dùng. Con người xã hội mình có nhiều khả năng mình đóng góp được. Nhưng mà không được, không được tin dùng. Thế đến cơ hội, đấy là năm 2009. Tôi mới làm cái dự án gọi là Cà phê thứ bảy. Vì ngày xưa mình đi uống cà phê Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm với Văn Cao thì ông phái với mình hưởng được nhiều cái lợi lắm. Tôi vẫn thường nói các bạn trẻ này, các bạn hãy chơi với người giỏi hơn mình, bởi vì sẽ được học ở họ rất nhiều. Họ không phải là học theo kiểu kiến thức, họ truyền cho mình cảm hứng, đánh thức mình rất là nhiều. Có thể những cái điều đó mình không học được họ, những kiến thức thì họ rất là giỏi, mình không bằng họ được, nhưng họ đánh thức cho mình những cái gì mình có. Và những người ấy là đánh thức được. Người thầy rất là lớn là những cái người anh, đàn anh. Thế thì mà những buổi cà phê của họ rất thú vị. Thì tôi mới làm cái dự án là tôi làm nào có hệ thống quán. Người ta đến, người ta được khi uống cà phê được nghe cái nhạc tử tế, nghe nhạc phát ra rất tử tế. Quán được thiết kế lịch sự, có treo tranh rất lịch sự. Và hàng tuần, cuối tuần cà phê thứ bảy mà người ta nghỉ, người ta có thể đến để dự những cái bây giờ gọi là talk show về những vấn đề của văn hóa, của trí thức, với một cái tiêu chuẩn là phi lợi nhuận, để mình nói chuyện âm nhạc, không phải thông qua cái gì cả. Còn kinh doanh cà phê Trung Nguyên họ lo, lỗ thì họ bù đó, thế không có vấn đề gì cả. Thế mình yên tâm, đúng không? Mình làm văn hóa và mọi người đến được hưởng lợi, như tôi đã từng được hưởng lợi khi nghe. Bây giờ các bạn sẽ được nghe những nhân vật mới hơn, đúng không? Chị Công kia mất rồi, đàn anh tuyệt vời, nhưng đâu còn mình mà nói chuyện với Công trên kia. Tôi hy vọng là Công trên kia, Công đang biết là mọi người đến cả bảy uống cà phê để nghe những nhân vật này, giống như ngày xưa tôi đã lẽo đẽo theo Công đi uống cà phê, đúng không? Những con đường rất xanh của Hà Nội, mình không phải cán bộ nhà nước, mình không được tin dùng, nhưng mình vẫn làm được những điều tốt. Và này, đấy là con người xã hội. Xin được phép được hỏi nhạc sĩ về những cái dự định trong tương lai gần, liệu là công chúng yêu nhạc, trong đó có tôi, có thể được nghe những cái sáng tác mới của nhạc sĩ trong một thời gian tới đây không ạ? Mình bước sang tuổi 82 thì còn khỏe này là may, dạ vâng. Còn hoạt động được nhiều rất là may. Tôi sáng tác thì này, tôi viết thì cũng không thể giống như ngày xưa được. Cái tuổi này, cái suy nghĩ khác, cái tình cảm nó không kiểu như ngày xưa nữa. Tôi chỉ mơ này, tôi dựng lại những cái tác phẩm mà do điều kiện xã hội ngày xưa mình không dựng được. Tôi mơ là cái này tôi cũng có một cái điều kiện. Ví dụ như là những người thân của tôi, như là anh Hami là giám đốc cái dàn nhạc hưởng ở trong ấy, thì có thể cùng với anh làm một cái chương trình và để mình kính phòng hóa những cái tác phẩm của mình. Dạ vâng. Và những cái tác phẩm viết chất thính phòng ngày xưa sẽ dựng lại với cái dàn nhạc quy mô hơn. Nhưng tôi là có một chương trình ở cửa sổ nha. Tôi làm 14 cửa sổ đấy. Trên cái cửa sổ thứ 5 là cái cửa sổ mà tôi sẽ làm hoàn toàn chất ra một thính phòng. Thì đấy là cái giấc mơ, nhưng mà không biết có được không, vì năm nay thì bước sang tuổi 82 rồi. Năm nay đã bước sang tuổi 82, vậy thì nhạc sĩ đã cống hiến, đã sáng tác cho âm nhạc rất là nhiều tác phẩm. Vậy thì âm nhạc đã cho nhạc sĩ điều gì? Nói thì công hiến tôi cũng không dám, tôi có công hiến âm nhạc thì đấy là canh đánh giá thôi, đúng không? Vâng. Tôi thì tôi biết làm nhạc thôi. Âm nhạc mang lại cái gì cho tôi thì trước tiên ấy, là âm nhạc mang lại cho tôi là để tôi biết tôi là ai. Các thứ khác mình còn mơ hồ lắm, nhưng âm nhạc nó biết rõ mình là ai. Anh Văn Cao ngày xưa nói thủa, mày biết gì thì viết, cái tên là rất là quan trọng. Cái câu người cả nói rất là đúng. Và bây giờ mình định danh được tên mình là Dương Thủ. Và người ta cũng biết mình là ai, và mình cũng biết thực chất mình là ai. Tất cả những gì trải qua, nó là mình. Và
nó trở thành cái tên này là do có buồn, có vui, có đau khổ, có thất bại, có nhục nhã, có đủ thứ trong đó, có sai trái, có đúng đắn, chứ không phải là chỉ có nó cộng lại thành cái tên mình, mình hiểu được điều đó. Thế còn nó cho lại cho tôi cái thứ hai nữa, cho tôi một cái đời sống đầy đủ, tức là cho mình tiền bạc. Tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật ở Việt Nam tất nhiên là hơi bất công. Ví dụ nhiều người nói là anh ngày xưa chỉ hồi là anh chỉ cần một bài mà như ở bên Mỹ thì là anh có thể anh có cái biệt thự rồi, ví dụ thế. Cái tiền tác quyền ta nó hẻo lắm. Nhưng ít nhất là cũng tôi không có lương nhà nước, không có lương hưu, không có tiền bảo hiểm, không có gì hết, không có nhà cửa nhà nước phân để mà bán. Nhưng tôi có anh Phó Đức Phương, anh có cái gọi là tiền tác quyền đấy. Cho nên tôi nói chung mỗi quý tôi nhận được cái số tiền cũng giống như lương hưu vậy, đủ để tôi sống. Cũng cho tôi một cái đảm bảo chắc chắn là mình không bị, dù mình không làm nữa mình vẫn đủ sống. Là âm nhạc mang lại cho mình một đời sống rất là đầy đủ. Không phải là bi quan, không phải là cơm áo không đủ khách thơ gì. Cảm ơn nhạc sĩ Dương Thụ về cuộc trò chuyện thú vị này ạ. Cảm ơn các bạn. Các bạn nghe chương trình của Dân Trí đã theo dõi từ đầu. Cảm ơn các bạn rất nhiều.